Mẹ của mình hôm nay làm một chiếc bánh ngon, thiệt là ngon. Mẹ của mình kêu mình phải đi tặng cho bà mình. Đó là sự hiếu thảo của mẹ mình dành cho bà của mình. Mình phải nghe lời mẹ mình mang chiếc bánh tặng cho bà mình. Đó là sự hiếu thảo của mình dành cho mẹ của mình. Hoa Hướng Dương nhận thấy rằng bạn chỉ là phương tiện chở bánh cho mẹ bạn mà thôi. Đúng rồi. Mình là người giúp đỡ việc nhà cho mẹ của mình. Vậy là qua dạy có một nhận định. Thì ra bạn là ở đội của mẹ bạn. Các bạn cứ tự nhiên gọi mình là Oxin của mẹ. Oxin của mẹ. Bây giờ nè, mắc cỡ đại diện cho cả một cái rừng hoa đẹp rực này nè. Rực không? Rực. Trời ơi, rực lắm. Hỏi khăn đỏ một câu thôi. Hỏi đi. Tại sao bà ngoại của bạn không ở nhà với mẹ bạn mà lại đi vô rừng ở vậy? Đó là một câu hỏi khó khăn. Một câu hỏi hóc búa. Một câu hỏi dễ sợ. Vậy là gia đình của Khang Đỏ đó có truyền thống già yêu rừng. Trước sau gì á, cả nhà Khang Đỏ cũng trở thành người rừng. Mà bé Hoàng Khăn Đỏ ơi, chúng ta đi chơi từ sáng đến giờ rồi. Bỏ nào thấy đói bụng quá, kiếm chút xíu gì đó ăn đi. Đúng rồi. Các bạn cứ đến nhà của bà ngoại mình đi. Có rất là nhiều đồ ăn để xin mời các bạn. Nhà bà ngoại của bạn? Ở đâu? Ở đâu? Nhà bà ngoại của Khăn Đỏ ha. Ở dưới góc của một cây xoài. Cây xoài? Cây xoài. Cây xoài là cái gì? Có một căn nhà rất là xinh, có phải nhà bà ngoại của bạn không? Đúng rồi. Đây là nhà bà ngoại của mình á. Ngoại ơi, ngoại. Mở cửa đi ngoại. Mở cửa đi ngoại. Trời ơi, sao không ai trả lời hết vậy? Sao im re vậy? Hai cái bạn này kỳ cục ghê á. Bà ngoại là bà ngoại của Khăn Đỏ. Thấy không? Đâu phải bà ngoại của mấy bạn đâu. Mấy bạn kêu giọng lạ quắc à. Làm sao bà ngoại mở cửa được? Với lại hai bạn kêu ồn ào quá. Bà ngoại mình không thích đâu. Bà ngoại mình chỉ thích những người dịu dàng thôi. Nghe nè, nghe nha. Bà ngoại. Chưa hả? Bà ngoại. Được chưa? Chưa nữa hả? Bà ngoại. Ngoài dễ thương trả lời. Who that? It's me, Hoàng Khăn Đỏ. Hello. How are you? Fine, thank you. And you fine, thank you. Ủa, ngoại nói gì vậy? Ngoại nói vô đại gì, nói tiếng Anh nhức đầu. Vô. Chơi. Ngoại. Con chào ngoại. Chào ngoại. Khăn Đỏ ơi, lại đây cho bà nắm tay cháu một cái xem nào. Bà ngoại mình tình cảm lắm, thích nắm tay. Dạ đây, con chào. Cái gì vậy? Chuyện gì? Tại sao cái cây bà ngoại mình hôm nay ở đây trắng thiệt trắng, nhưng mà chỗ này nó đen thiệt đen. Mà sao mà nó to mà nó ghê thế? Thì đúng rồi. Tại ngoại già rồi. Coi nó qua nó hỏi tới con mắt này nghe không? Ngoại ơi, ngoại à, ngoại à. Cái gì mà nhảy lên dữ vậy? Chuyện gì nữa? Tại sao con mắt bà ngoại mình hôm nay nó to, nhưng mà nó lồi ra, nhưng mà nhìn xem mà nó ghê thế.
thì đúng rồi, tại ngoại già rồi. Biết ngay mà, coi bây giờ nó lết tới nó hỏi tới cái miệng này nghe không? Chờ chút nha. Quá. Trời, cái gì vậy? Đưa cái miệng ra thấy ghê vậy? Chị ơi, sao vậy? Sao hôm nay có người ông ngoại mình ghê thế? Thì đúng rồi, tại ngoại già rồi. Hai bạn này quá già quá. Thì già. Miệng ngoại to để ngoại ăn thịt cho nó dễ. Ngoại ăn thịt. Hết tuổi bay. Chó sói. Xin giới thiệu chó sói. Nickname búp bê Happy. Tuổi 6 tuổi. Tính tình hiền lành chân thật. Xã Giang Hoa Mỹ Quyệt. 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 Con bé kia vui vô bụng ta nhanh lên. Dừng tay lại, hỡi con chó sói mặt bự. Ai đó? Ai mà léo nhéo như cái xe kẹo kéo vậy? Hai con này nói đúng không? Dạ không có. Vậy là con mén này nói. Em mà nói em chết liền. Ủa? Vậy thì âm thanh này phát ra từ đâu? Ta đây, ta đang nằm trong bụng của nhà ngươi đây. Chó sói. Anh sói, cái bụng anh sói nói chuyện được nhúc nhích á. Thôi hai dần vậy đi, anh sói đưa cái tay lên. Rồi để đứng yên, khép chân vô cho đẹp. Ủa, sao giống như ta bị xử bắn vậy? À, đúng rồi, đứng yên chút đi, có người ta bắn. Thôi hai dần, bây giờ im lặng nha, em làm việc một chút nha. Alo. Ai vậy, ai trong đây vậy? Bà ngoại đây, khăn đỏ ơi. Bà ngoại ơi, trong bụng con chó sói hả? Bà ngoại ở trong này có khỏe không? Không, bà không có khỏe đâu. Bà bị ngộp mà bà ho dữ lắm, viêm họng rồi cháu ơi. Ồ, thương em nha. Em đừng có khóc nha, tục tâm. Bà ngoại ơi, bà ngoại phải cố lên đi. Bà ngoại phải cứu con. Hai bà cháu tụi bay muốn biến cái bụng tới thành cái buồng điện thoại công cộng hả? Đứng lại. Cái gì đây? Đây là cái bóng ở trong bụng nhà ngươi đây. Hả? Cái bóng trong bụng ta đây sao? Đúng vậy. U cha trời đau quá. Bà già, bà đang làm gì trong bụng ta mà ta đau bụng quá? Ta vừa tập thể dục mà ta vừa nhéo người đó. Trời ơi, bà già bà bị ăn thịt rồi còn tập thể dục. Ai đau lắm chó sói ơi. Tội nghiệp cưng quá đi. Thôi bây giờ vậy, cưng sẽ không có đau nữa đâu. Mà cưng sẽ nhột lắm đó sói ơi. Trời ơi, bà già bà có tuổi rồi bà chơi bà trò cù lét. Không hề, ta không hề trò cù lét đâu. Mà ta đang ruồng những con cái trong bụng của nhà ngươi đây. Cá ơi, chạy xuống chân nó đi cá. Cá ơi, chạy vô nách nó đi cá. Cá ơi, chạy lên cái lũng to nó đi cá. Nhổ mà. Ôi, cá ơi, bây giờ thì ngươi sẽ không nhột nữa đâu, mà ngươi sẽ cảm thấy nóng rang cả người. Ta sẽ nướng những con cá ta ăn đây. Bà già nó xạo thấy sợ luôn nha. Trong bụng ta làm gì có củi lửa, có bếp ga mà bà nướng cá. Hỏi con chó sói mặt bự kia. Người ta nuốt thì ta nuốt cái gì? Người ta nuốt động vật, thực vật. Còn ngươi nuốt luôn đồ vật. Ôi, ngươi nuốt quen cái hộp quẹt còn ga răng ti. Trời ơi, đừng nuốt lửa trong bụng ta, đừng mà. Đừng nuốt lửa. Đừng. Ôi xa, trời sao ngộp quá. Nào, hãy hả hộp ra, để ta nhả khói ra. 1, 2, 3. Trời ơi, một làn khói trắng ru đời vào quên lãng nè. Như vậy là bà già, bà đã biến cái bụng ta thành một cái quán làng nướng. Chưa đâu, ta ăn cá xong rồi, bây giờ ta nhả xương cá ra.
Nào.